Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Hoài An Audio. Tiếp tục các video thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu tất cả các bác một dòng siêu phẩm, đó là dòng đẩy của Asinly, một dòng đẩy công nghệ thương hiệu của Mỹ và được sản xuất tại chính hãng các bác nhé. Đây là sản phẩm nhập khẩu chính hãng của Asinly. Đó, thì các bác xem phần nguồn này, linh kiện, quay cho các bác xem một lượt, rất là đẹp luôn các bác nhé. Và thiết kế phần nguồn rất là to, khá là to, và chạy 16 tụ lọc nguồn các bác nhá, 16 tụ lọc nguồn, tụ vàng luôn ạ. Và đằng sau của nó thì các bác nhìn ạ, sử dụng bằng rắc calon kết nối và sử dụng cầu gạt chế độ Sitte Barrel và chế độ chọc kênh Bright và có cả chế độ gạt DB các bác nhá. Đó. Sử dụng của nó là bằng rắc trích loa và cầu loa. Thiết kế rất là chuyên nghiệp. Và tất cả các bác sẽ nhìn vào cầu gạt của nó, các bác gạt theo chế độ nhá. Và đối với dòng đẩy chất lượng này, nó chạy tất cả 64 sò và đồng sò của nó là chạy đồng sò Saken, sò của thương hiệu Japan các bác nhé. Và con này chạy sử dụng mạch Class H cho nên hiệu công suất rất là cao, đúng không ạ? Quá là đẹp luôn. Và nguồn của nó tầm hơn 20cm, rất khá là to các bác nhé. Và con này các bác biết thì con này chạy 16 tụ lọc nguồn 80V một con, tụ vàng xịn các bác nhé. Và tổng công suất của con này của 4 kênh sẽ cho ra 4.000W. Và công suất 4 kênh riêng biệt của nó là mình 1.000W một kênh 8 ohm. Và công suất 1.600W một kênh ở 4 ohm, một công suất khá là khủng. Thì vị trí một kênh 1.000W ở 8 ohm, các bác có thể đánh một cặp loa 30 thì đã thoải mái, rất thoải mái rồi các bác nhé. Cái cấu hình gia đình thì các bác đánh cả xúc hơi 40 hoặc 50, đa điểm các bác chơi được rất nhiều cấu hình cho gia đình các bác nhé. Và đối với dòng đẩy Asinly này, ở thương hiệu Mỹ này thì nó sử dụng mạch Class H, cho nên là cái hiệu công suất nó đánh rất là cao. Một dòng đẩy công suất rất là khủng các bác nhé. Về mặt trước, cái đặc biệt ở con này thì nó màn hình hiển thị LG, báo nhiệt độ và báo công suất các bác nhé. Nên các bác có thể là quản lý được cái nhiệt độ và cũng như công suất của chúng ta con đẩy này. Và một lần nữa em sẽ mời các bác cùng đi chiêm ngưỡng cái mặt hình trước của dòng đẩy Asinly model là A4100, thì tương đương với là 1.000W một kênh. Thì con đẩy này thì bên em sẽ chào bán với các bác tất cả một mức giá là 9.500.000 bên em bao ship, và thời gian bảo hành là 18 tháng, một chế độ bảo hành rất tốt cho tất cả quý vị cũng như các bác trên mọi miền Tổ quốc nhé. Ok, tất cả bác, và hiện tại em đang lắp một con Asinly 4100 tại cho một anh em làm sự kiện ngoài trời. Thì vị trí là hiện tại đang đánh có hai kênh nhưng có anh em còn hai kênh không đánh. Thì mỗi một kênh em sẽ đánh một Rora Array, đúng không ạ? Mỗi một kênh đánh một Rora Array. Và các bác cùng trải nghiệm thực tế luôn các bác nhá. Với một công suất rất là khỏe, sẽ đáp ứng được cho các bác mọi cấu hình luôn. Và đối với dòng đẩy Asinly này, dòng đẩy thương hiệu chính hãng này thì nó cho ra chất âm rất là sạch sẽ và rất là sáng các bác nhá. Hiệu công suất nó cao, chất âm rất là sạch sẽ luôn.